À, các bạn thân mến, mình đã đến chợ Bảo Định Thủy, quận Một, tỉnh Bến Tre ha. Đây là trước cái trước chợ nè, những rau củ quả bán ở đây, những vùng ven chợ quê là vậy, bán những món hàng từ những vùng quê. Không hả? Đây có thể tiệm tạp hóa. Sao đây bắt gặp thêm vui hả? Ủa, em vui gì? Em vui ha. Mình đi vô trống không? Đi đảo vào đi, có đảo vào đi chơi, chẳng đi cho biết. Coi có góc nào vào không? Để đặt quá. Ừ, vậy thì cái tới trường nhiệm. Quẹo đây gì? Vô thường á, cậu 4K là nét đó. Làm đi đường nào vô thì đủ kiểu luôn, mình thích cái nào mình lựa cái lấy. Quẹo lựa luôn cô bác anh chị ơi. Rồi thêm bánh mì luôn. Quay cái cây nè. Mấy chị gái xinh đẹp nè. Châu Chiểu phải nói rồi. Châu Chiểu là đập đó trước giải phóng mà. Em món có thường không? Ờ. Dạ. Đẹp gái quá, quay quay lên chứ. Quay lên đi. À, dễ thương quá, quay lên liền luôn á. Quay mỏ hả? Quay mỏ hả? Quay mỏ à? Quay hết luôn chứ quay mỏ. Quay
chưa? Bạn có dòm qua bạn luôn. Cả đường thủy rất hẹp không bạn. Hả? À, tình yêu ạ. Này phải gần gần nấu ăn rồi dễ nào đi nhưng mà không. Nè, sen hay gì phải không? Đây cái đó là bánh tầm à? Sen, bánh tầm mì bánh mì. Đây rồi. Đi mày coi ăn gì á mong nó phải hơi lựa đi con. Cà xe. Đâu với tiền mà cái thằng này luôn rồi nè. Thử à. Đau củ quả quá trời. Đó. Bớt người rồi, các bạn thân mến, mình đã đến chợ Bảo Định Thủy, quận Một, tỉnh Bến Tre ha. Đây là cái chợ chợ nè, những rau củ quả bán ở đây, những vùng giang chợ quê là vậy, bán những món hàng từ miền quê. Để bài bán trực tiếp đây giáp luôn. Chợ cũng nhỏ, chợ xã, vùng quê nó vậy thôi. Khác chợ lớn như chợ huyện thì rất lớn ha. Thường xuyên sử dụng như vậy á. Rồi, bác bạn nào.